mọi người, xin chào tất cả mọi người, những con người đam mê và yêu thích ẩm thực. Ngày hôm nay chúng có món đùi gà tây sông khói giới thiệu với mọi người đây. Cho mọi người xem cái đùi gà rất rất là to. Chúc mua được ở trong siêu thị đó. Chúc mua cái đùi gà này với giá là 75.500 đồng một cái. Ở đây thì cái đùi gà này nó đã ướp sẵn gia vị hết rồi. Mình chỉ việc mua về và mình rã đông, sau đó mình bỏ vào lò vi sóng, mình quay từ 3 phút đến khoảng 8 phút hoặc là nhiều hơn, tùy theo cái độ cháy mà các bạn mong muốn. Ở đây thì Chúc quay nó tới mười mấy phút lận để cho cái đùi gà nó được chín hơn, nóng hơn và nó sẫm màu là như vậy nè. Thì Chúc nghĩ là ăn sẽ ngon hơn. Cái đùi to lắm mọi người, đây là đùi gà tây nha. Và ăn với cái đùi gà tây này thì Chúc ăn với tương ớt thôi, cho nó đơn giản và nó để không mất vị của cái đùi gà, bởi vì đùi gà nó đã có gia vị sẵn trong đó rồi. Và hôm nay thì có chuẩn bị thêm một lon nước ngọt nữa. Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức món đùi gà tây sông khói với Chúc nha. Mình sẽ ăn bóc nha. Xin mời mọi người. Thịt rất là mềm, thấm gia vị. Cái da thì nó hơi dai, nóng quá. Cái da nó dai mọi người. Cái vị của thịt gà rất là vừa ăn. Cái này nè, nhiều người á, người ta sẽ rút xương xong sau đó người ta thái cái đùi gà này nè, còn phần thịt á, người ta sẽ thái lát ra. Đây mọi người nhìn thịt ở bên trong của nó nè. Hôm nay Chúc lại rắn nơ nè. Có nhiều người bạn á vô comment nói là mặt già muốn chết rồi mà còn rắn nơ rắn bờm. Chúc cảm thấy mắc cười. Chắc có luật pháp nào mà cấm người ta đeo nơ đeo bờm ở cái tuổi độ tuổi 30 hơn hết á. Thậm chí 40 tuổi, 50 tuổi, nếu bạn muốn và bạn phù hợp, bạn vẫn có thể đeo nơ gắn bờm bình thường thôi, đúng không? Cuộc sống là phải vui và phải làm được những điều mình thích. Sống là cho mình chứ không sống gì lời nói của thiên hạ nha mọi người. Ăn cái đùi gà này á phải có kỹ thuật. Ngon. Cái này chắc mấy bạn nhỏ thích lắm nè. Chúc thấy ăn cái này nó không có ngán như là ăn đùi gà rán đâu. Đùi gà rán thì cảm giác dầu mỡ nhiều á nên dễ ngán, nhưng mà còn cái này ăn nó rất là ngon. Cảm giác rất là vừa miệng. Nó không gây cho mình cái cảm giác quá béo quá ngán. Ừ.
75.500 một cái đùi gà như thế này nha mọi người, mua trong siêu thị. Mọi người có thể vô Bách Hóa Xanh. Cái này là chú mua ở trong Bách Hóa Xanh á. Hồi đó ở nhà ngoại cũng có nuôi con gà tây. Cái lông nó ngổ mọi người. Cái lông nó đẹp lắm, nhìn nó như một cái con cúc, mà con cúc kiển vậy. Con chim cúc kiển á. Mọi người thấy món này như thế nào? Chúc thì thấy nó rất là dễ ăn, vừa miệng, đẹp, to. Chúc quên coi là cái đùi gà này nó nặng bao nhiêu, mà chúc thấy nó to. Hồi đó nhớ có coi một cái bộ phim của nước ngoài, phim hài, mà trong đó đó cái nhân vật cứ hay nhắc về cái món gà tây xào mì ống, coi lâu lắm rồi mà cái nhân vật đó nhắc nhiều đến cái món gà tây xào mì ống tới mức mà mình cứ nghĩ là cái thịt con gà tây đó chỉ phù hợp để xào với mì ống thôi, ngoài ra không thể làm món gì khác mà ngon hết. Cái điều gì đó mà được lặp đi lặp lại nhiều lần cái nó trở nên vô thức trong mình lắm. Mình cứ mặc định cái đó là chính xác vậy. Nó có mấy cái gân rất là to và cứng mọi người. Cái này nó gần như là xương luôn rồi đó. Nè, nó cứng lắm. Nó nằm dọc theo cái đùi nè. Quá đã mọi người. Hôm nay được ăn một món rất là ngon, ưng cái bụng. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Và nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Trúc. Đừng quên là để phía dưới bình luận những cái món ăn mà các bạn yêu thích, để Trúc có dịp giới thiệu cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Hẹn mọi người vào 7:30 ngày mai nha.